Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về lược khảo sấm trạng kinh. Thì trong thời buổi hiện nay, để chúng ta cần chiêm nghiệm lại ở trong sấm trạng kinh có nói đến cái dấu hiệu về chiến tranh thế giới lần thứ ba, là lời tiên tri của sấm trạng kinh có những câu như sau: hải hồ rửa máu mới an, tiền Âu hậu Á thiên hoàng định phân. Thì như câu này thì nghĩa là đó là cái câu khởi đầu của cuộc khởi chiến tiền Âu, là tất nhiên là bên phía châu Âu. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba trước tiên khởi ra ở châu Âu được Đức Trạng Trình cho biết trước bằng hai câu như sau: phân phân tùng bách khởi, nhiễu nhiễu xuất đông chinh. Thì chúng ta có thể phân tích những từ ngữ theo Hán Việt. Phân phân là chỉ dáng tuyết rơi, là ám chỉ các nước châu Âu thì có xứ lạnh. Thì như quý vị đã biết, ở đâu có những xứ lạnh thì tuyết rơi, mà phần nhiều thì tuyết rơi là đa số là ở châu Âu. Tùng là tụ hợp lại, bách là trăm, khởi là bắt đầu, là những nước xứ lạnh ở châu Âu tụ hợp lại để bắt đầu khởi lên cái cuộc chiến này. Thì chúng ta sẽ tiếp câu 2: nhiễu nhiễu xuất đông chinh. Nhiễu nhiễu là gây rối loạn, nhiễu loạn gây rối loạn, xuất là ra quân, đông là hướng đông, chinh là đánh nhau. Thì trong này thì chúng ta sẽ viết tự ra, thì như chúng tôi đã trình bày, để chúng tôi nhắc lại là phân tích lại: phân phân tùng bách khởi, nhiễu nhiễu xuất đông chinh. Phân phân là chỉ dáng tuyết rơi, ám chỉ các nước xứ lạnh. Tùng là tụ hợp lại, bách là trăm, khởi là bắt đầu, nhiễu nhiễu là gây rối loạn, xuất là ra quân, đông là hướng đông, chinh là chinh chiến đánh nhau. Thì như quý vị đã biết, cuộc chiến ở châu Âu với hàng trăm nước khởi lên đánh nhau là khởi đầu hiện nay là các nước Đông Âu. Thì Mỹ cùng với khối NATO hiệp nhau để mà chống lại với là những nước gây chiến, như hiện tại thì Ukraine đối với đầu với Nga. Thì lời bình cuộc chiến ở châu Âu là Ukraine và Nga chính là tiền đề khởi nguồn cho cuộc chiến tranh này, mà chúng ta thấy là khó bề kết thúc được, vì Nga đã đem quân qua tàn phá và xâm chiếm lãnh thổ của Ukraine. Thì cuộc chiến tranh nào xảy ra thì cũng là nhiều tang thương chết chóc, tan hoang, cảnh máu đổ thịt rơi, nhà tan cửa nát, sinh linh đồ thán, lòng người nghĩa là khởi ra cuộc chiến tranh thì có nhiều thù hận. Thì trong khi đó thì phía Nga là chính một nhân vật đã gây nên cuộc chiến này, đó là Tổng thống Putin, thì đã bị tòa án quốc tế kết tội người đã gây nên cái tội ác chiến tranh. Thì không thể nào mà chúng ta nghĩ đến cái cuộc chiến này ngưng lại được.
mà có thể là thương thảo hòa bình được và chấm dứt chiến tranh được, thì con người không thể nào giải quyết cuộc chiến Đông Âu này được đâu. Chỉ còn chờ đến phần thiên định, là trong là có câu là thiên hoàng định phân, cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ bên Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Thầy còn cho biết như sau: lòng người muốn khỏi họa binh đao, nhưng Phật chờ oai sắc ngọc đình, trị tội cho xong loài ác bạo, cộng đồng thưởng phạt hết binh đao. Thì đó là những câu mà Đức Thầy đã tiên tri, là lòng người muốn khỏi họa binh đao, nhưng Phật chờ oai sắc ngọc đình, trị tội cho xong loài ác bạo, cộng đồng thưởng phạt hết binh đao. Cái phần 2 chúng tôi sẽ nói tiếp, kết thúc là phần Tiền Âu Hậu Á. Hậu Á là châu Á. Thì lần hồi cuộc chiến ở châu Âu sẽ lan dần sang châu Á, cũng được Đức Trạng Kình cho biết có những điềm báo ứng như sau: phá điền là có 3 hiện tượng, là do trời mưa bão, nắng hạn, lở núi sụp đất hay là lở bờ sông. Do bàn tay con người phá ruộng, làm đường giao thông hay là khu công nghiệp xây dựng khu dân cư, có nhiều cách để gọi là phá điền. Thiên tử giáng trần phá điền thiên tử xuất, là các nước lớn đều có chuẩn bị sẵn sàng để đem quân vào Biển Đông. Sẽ có những cái biến đổi là do khí hậu sẽ làm thất mùa, điềm trời xuất hiện những đám mây là về hiện tượng của thời tiết thiên nhiên, những đám mây linh thiêng cùng với mặt trăng mặt trời có những cái biến đổi, có những cái biến dạng. Thì những diễn biến trên tất cả đều được Sấm Trạng Kình ngài cho biết và cảnh báo như sau. Thứ nhất thì chúng ta nói về phá điền, thì thiên tử sắp giáng trần cho nên có hiện tượng phá điền xuất hiện báo tin trước. Thời gian phá điền là thời gian nào và được bắt đầu từ đâu? Thì trong câu này Đức Trạng Kình đã báo trước: phá điền đầu khỉ cuối thu. Đầu khỉ tức là đầu tháng 8. Đầu khỉ tức là, xin nói lại, đầu khỉ là đầu tháng Thân, tức là đầu tháng 7. Đầu tháng 7 cũng có nghĩa là tháng 6. Cuối thu là hết mùa thu, hết tháng 9. Như vậy phá điền sẽ bắt đầu từ tháng 6 cho đến hết tháng 9 là có hiện tượng xảy ra. Thì chúng tôi sẽ đọc toàn câu: phá điền đầu khỉ cuối thu, tái binh máy động thập thò liền sang. Tái binh là tập hợp binh lại, lính lại, là tái lại. Máy động là bắt đầu khởi động. Thập thò là lâm le, có nghĩa là kết thúc vào mùa thu tháng 9. Bên ngoài bắt đầu tập hợp lực lượng đem quân sang Biển Đông. Thì có những câu tiếp theo như sau: lõ chẳng tường trong năm không xiết, vẽ lại thêm hung kiết mất mùa. Thì chúng tôi sẽ đọc cho nó rõ lại: lõ chẳng tường trong năm khôn xiết, vẽ lại thêm hung kiết mất mùa. Cũng chính trong năm này thì mùa màng sẽ thất bát rất nhiều, là lưu tinh hiện trước đôi thu. Lưu tinh là về những dần mây linh thiêng, đôi thu là hai mùa thu. Thì như quý vị đã biết, những cái lưu tinh này đã xuất hiện như những dần mây
đã xuất hiện những năm trước đây ở đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh. Thì còn một mùa thu nữa là đủ hai mùa thu, tức là hết tháng 9 này hoặc nhìn thấy sương tuyết phủ trùm suốt năm. Thì bây giờ thiên hạ mây mù đủ năm thì nó sẽ gắn liền, có nghĩa là hết mùa thu này người dân mới sáng mắt ra, nhìn thấy những gì đau khổ của cuộc đời, nhìn thấy những sương sâm tuyết lạnh, loài bất bình tranh mạnh hung hăng. Thì chúng ta nhìn thấy những cái cuộc chiến nào thì cũng là tàn ác khốc liệt, lạnh đến cả người trước sự tàn bạo của những kẻ gây nên cuộc chiến này. Thì có những câu kế tiếp là thành câu cá lửa tưng bừng, dưới chân thành phố thì ngập nước, có thể là chúng ta bơi xuồng bắt cá được, trên không thì lửa cháy, nghĩa là hỏa hoạn đã xảy ra hàng ngày trước mắt chúng ta. Những hiện tượng là như là sấm Trạng Trình đã tiên tri là thành câu cá lửa tưng bừng, cái lửa cháy cái nước nôi này thì không kể sao cho xiết, hiện giờ thì cũng xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp những câu sau đây. Kê ngàn Đông Hải người rừng Bắc Lâm, chiến trường chốn chốn cát lầm, kẻ nằm đầy đất, kẻ trầm đầy sông. Từ biển cả cho đến rừng sâu, đâu đâu cũng có chiến trường đầu rơi máu đổ, người chết nằm đầy đất, xác trôi bìu trên cả mặt sông. Sang thu chính quyết hồng tứ giả, noi đàn dê tranh phá đôi nơi, đua nhau đồ tháng quần lê, bây giờ thiên hạ không bề tựa nương. Quý vị nghe những câu này quý vị thấy là có nghe là hải hùng kinh sợ chưa? Thì nối tiếp theo năm dê đến cuối tháng 9, tức là hết mùa thu của năm Thân, thì nghe là chiến tranh đổ máu khắp nơi, gây khổ cho quê lê dân quần chúng không nơi nương tựa. Trong giai đoạn này thì Đức Quỳnh Giáo Chủ Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo cũng cho biết, qua năm dê đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chí, ta chịu lệnh Tây Phương Thọ Ký, dình Nghiệt Long đặng cứu Dương Trần, thì không năm nào khổ hơn năm dê là năm Đinh Mùi này. Mà đến lúc mùa hè thì những câu này trùng hợp thì ông ba cũng đã xác nhận, cũng trong năm này là Trung Quốc sẽ lâm le, nghĩa là đến Việt Nam mình. Đinh Mùi phản thủy, có ngôi thủy hoàng. Ngôi thủy hoàng là tất nhiên chúng ta có thể nói là Tần Thủy Hoàng, ám chỉ là bên Cao Miên, là nghe là Tần Thủy Hoàng là ám chỉ là bên Trung Quốc, là có thể là dẫn đầu gọi là xúi dục là bên phía Campuchia tàn sát dân ta, xâm chiếm nước ta, thì nghe là rất là hung hăng tàn bạo. Trước khi chấm dứt sứ mạng phục thù kết thúc, đó là trong vòng 3 năm 6 tháng, rồi tự nghĩa là bị hủy diệt đền tội trước đạo quân Trăm Quan, không còn một tên nào quay trở về cố hương. Thì những câu này thì trong Tứ Thánh đã có nói rõ, chú đi lục tỉnh trở về tay không, cái thời phải thửa hung quang, kẻ thời binh lửa chiến trường chết quang, kẻ thời mắt thuở hung tàn, kẻ thời bận của bỗng toan khốn mình, người thì phải bỏ ruộng quang, kẻ thì chết quang, ở chiến trường
người thì bị kẻ hung tàn hãm hại, người thì vì của cải mà quên thân mạng mình, gọi là thương nhà tiếc của, biết chừng nào nguôi. Hãy đông nam nhiều phen tàn tật, tránh cho xa kẻo mắt binh đao. Thì khi mà chiến tranh biển đông dễ sống, phải tìm nơi lẩn tránh, không thôi để dương dấn dòng binh lửa. Thì những câu này kế tiếp là Bắc Kinh mới thật đế kinh, dẫu thân dấu thân chưa dễ, dỗ danh được nào, thì đức trạng cũng chỉ đích danh kẻ gây ra thảm khổ cho lê dân, chính là Bắc Kinh Trung Quốc, cũng là bộ đầu não của đế kinh, là cũng như là tập trung mình bây giờ với cái bản đồ vẽ lưỡi bò ở ngoài Biển Long, thì làm sao che giấu được tham vọng lấy Biển Đông của Tập Cận Cận Bình, với là tầm nhìn quốc tế ai cũng nhìn nhận, với tham vọng chiếm Biển Đông và của cộng đồng quốc tế đã nhìn thấy được cái giả tâm của Tập Cận Bình trước đà lâm le xâm lược của Trung Quốc, cùng với sự phô trương sức mạnh của lực lượng quân sự, nào là máy bay, tàu chiến, tàu thủy, tàu ngầm hiện đại của Trung Quốc, thì chúng ta cũng đã thấy rõ không thể nào đương đầu thẳng với Trung Quốc được, nên trước nhất bằng cái biện pháp mà ngoại giao cây tre dung hòa đôi bên để cùng liên kết với các là nước mạnh nhất trên thế giới để chúng ta có cái sự hậu thuẫn, thì ở đây đức trạng cũng chỉ đích danh đó là liên kết với Hoa Kỳ, nên mới đây chúng ta nghĩa là đã tìm được những cái sự ban giao thân thiện đối với các nước lớn, thành thử ra là con thơ xa giếng thì bằng cách là chim bằng vỗ cánh bay cao, tìm cho được chốn nơi nào thần kinh, ai dễ cứu con thơ xa giếng, đua một lòng tranh tiếng dục nhau. Thì để cho dân khỏi là những cảnh thảm sầu chiến tranh hỏa hoạn này, nên chúng ta đã biết phần lãnh đạo nhà nước của chúng ta đã ban giao và cho bằng được với các nước có những cái khả năng tiềm lực mạnh về quân sự để mà chúng ta có sự liên kết chặt chẽ. Thì đây là những câu mà Sấm Trạng đã đưa ra: vạn dân chịu khổ u sầu, kẻ dư đội ngũ mới hầu khôn ngoan. Từ tình thế thế giới các nước đang phô trương sức mạnh về quân sự, nên Đức Trạng cũng cho biết sẽ xuất binh trước, muôn dương dựng ổ cán tranh, điều thì làm trước xuất binh thủ thành, bời bời đua mạnh tranh giành, ra đầu đánh đấy đem quân sớm ngày. Tất nhiên là kiên hạ thủ di cường, chúng ta phải là có cái những động thái nghĩa là xuất binh trước. Khi mà Hoa Kỳ xuất binh ra Biển Đông đang sự yên lặng, thì nghĩa là khi mà thấy Hoa Kỳ, Mỹ mà xuất binh ra Biển Đông trong lúc là biển lặng gió êm, thì đó là một dấu hiệu, thì chúng ta đó là biết nơi nghe là sẽ sắp sửa bắt đầu xảy ra chiến tranh. Đất bằng thì nổi sóng cát bay, bể thanh cá phải ẩn cây, đất bằng nổi sóng cát bay mịt mù.
thì khó ai mà biết được cái tiềm lực quân sự sức mạnh của Hoa Kỳ với là lực lượng thủy chiến, bộ binh, hàng không, hải quân, thì nghĩa là nếu mà nổi lên, kể cả là đá cũng bay, lửa cũng cháy ngút ngàn, chim đàn cũng không còn mấy con, thì đó là những câu ứng với sấm cả rình. Nào ai đã dễ nhìn u, thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn, cây bay lá lửa đôi ngàn, một làng còn mấy chim đàn bay ra. Thì như quý vị đã biết, nếu cuộc chiến ở Biển Đông xảy ra thì theo Đức chẳng trình cho biết sẽ kéo dài trong vòng 5 năm. Dận Khải Ngũ Niên Trường, Dận Đáo Dương Hầu Ách. Khi Tây Ách quay trở lại kéo dài tới 5 năm. Thì trong điều này thì Đức Thầy cũng có tiên tri và cho biết trước. Ngũ niên diễn lữ cơ hàn, đến chừng quy phục hớn đàn mới yên. Và 5 năm 6 tháng cơ hàn thử, non lịch đài mây rạng tu mi. Thì như quý vị đã biết, Đức Trạng cho biết cuộc chiến xảy ra trên quần đảo Hoàng Sa, thuộc nhóm quần đảo ở phía tây, chốn đoài cương bất trường, quần giang đạo danh tự. Khi xảy ra cuộc chiến tranh tranh giành biên giới trên biển thì ba tánh sẽ lâm cảnh tai ương khổ não, bách tính khổ tai ương, can qua tranh đấu khởi. Với bọn ma dương này nó sát phạt nhau rất là tàn bạo, phạm địch tánh hung quang, ma dương sát đại quỷ. Cuối cùng trời mới giật bọn này, hoàng thiên tru ma dương. Thì ma dương này là những ai? Hiện nay đã lộ rõ những ai có theo dõi những cái tình hình thời sự hàng ngày thì chúng ta đã thấy rõ. Thì ma dương ở châu Âu thì hiện nay là như là Putin là mà một tội phạm chiến tranh bị tòa án quốc tế, nghĩa là lên án, thì đó là như tổng thống Putin, là chúng ta thấy đó là một người khởi sự chiến tranh, cũng gọi là ma dương ở châu Âu. Rồi ma dương ở châu Á với tham vọng, nghĩa là bành trướng lãnh thổ, xâm lấn đất đai, vẽ lưỡi bò Biển Đông, dành về phần mình, đó là ma dương châu Á. Thì chẳng ai khác hơn là Tập Cận Bình. Chính hiện nay hai tên này, nghĩa là ngang tàn bất chấp luật pháp quốc tế. Trong bài Ngũ Ngôn Cách Cứu, Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 29 tháng 7 âm lịch, tức nhà tháng 6 năm Tân Tỵ, Ngài cho biết cuộc Biển Đông phải chờ thiên định, chứ Phật và con người không quy, nghĩa là dẹp được, không quy định được. Thì trong bài này thì có những đoạn như sau: sóng cuộn bể phương Đông, chừng nào mới cho xong? Câu ấy nhân dân hỏi, phải chờ lệnh thiên công. Kính thưa quý vị, đó là những điều lược khảo về sấm cạn rình. Thì như chúng ta đã biết thì chúng ta chỉ sơ lược trong phần này một đoạn ngắn gì thôi. Rồi mong quý vị cũng thấy theo dõi có phần nào thiếu sót, xin quý vị là bổ sung và có ý kiến xây dựng. Thì chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới vạn sự như ý, và hạnh phúc trong cuộc sống.
xin thân ái kính chào. Nam mô A Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.